Các bạn thân mến, ngày mới, mến chúc các bạn và gia đình một ngày đầu tuần vui vẻ và hạnh phúc các bạn nhé. Hôm nay, mình cùng các bạn đi tham quan và ngắm cảnh một khu du lịch các bạn ơi. Hiện tại, mình đang đứng trước khu du lịch sinh thái Suối Mơ. Đây là quầy bán vé trong khu du lịch. Các bạn thấy, hôm nay là ngày cuối tuần, nên trong khu du lịch, mọi người đến vui chơi rất là đông đúc. Chúng ta đang xem là toàn cảnh trước sân của khu du lịch. Nơi gửi xe, các bạn thấy có rất là đông xe ô tô và xe gắn máy. Còn đây là bảng chỉ dẫn trong khu du lịch. Khu du lịch sinh thái Suối Mơ nằm trên xã Trà Cổ, huyện Tân Phú thuộc tỉnh Đồng Nai. Đây là một khu du lịch sinh thái rất đẹp và hấp dẫn. Chỉ nằm cách trung tâm thành phố Hồ Chí Minh khoảng 130 km. Nếu các bạn đi từ Sài Gòn đến ngã ba Dầu Giây, tiếp tục theo quốc lộ 20 về phía thành phố Đà Lạt, đến huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai, các bạn rẽ vào đường Trà Cổ đi thêm 5 km nữa là đến khu du lịch Suối Mơ. Khu du lịch sinh thái Suối Mơ nằm trên một khu đất khá là rộng lớn, được tập hợp rất là nhiều dòng suối nhỏ chảy từ vách núi đá đổ về một vùng trũng toàn là cát trắng và tạo thành một hồ nước tự nhiên rộng khoảng 150.000 m2. Các bạn đang xem là những trò chơi dưới nước dành cho người lớn, như là trò chơi đạp vịt nước, chèo thuyền trên hồ, cano nước. Đây là những trò chơi dưới nước rất là thú vị. Các bạn thấy mặt hồ trong veo, rất là đẹp mắt. Phía xa là một trò chơi rất là mới lạ, là nhà phơi liên đoàn, rất là cuốn hút mọi người khi đến đây. Chúng ta đang xem là khu hồ bơi mini, nơi đây dành cho các em thiếu nhi. Ở hồ bơi này có độ sâu vừa phải, chỉ từ 1 m đến 1,5 m, nên rất là thích hợp cho các em nhỏ tắm tại đây. Các bạn thấy nơi này tập trung rất là đông các em nhỏ và các bậc phụ huynh. Các bạn đang xem là một trò chơi mà các em nhỏ rất là thích, là trò chơi bắn trượt. Bây giờ mình cùng các bạn đến một địa điểm khác dành cho người lớn, là nơi vui chơi và dã ngoại rất là lý tưởng. Ở đây có rất là nhiều bóng cây to, xung quanh có rất là nhiều đá to và đẹp, hình dáng rất là ngộ nghĩnh. Nơi đây là nơi rất yêu thích để mọi người vui chơi, thư giãn sau khi đã tắm và ăn uống xong. Các bạn đang xem là một dòng suối trong khu du lịch. Đây là một địa điểm rất là lý tưởng để quay phim và chụp hình lưu niệm.
Các bạn thấy một hình ảnh rất là đẹp và độc đáo. Nơi đây rất là đông người tập trung và vui chơi ở đây. Các bạn thấy mặt nước lúc nào cũng trong veo và xanh mát. Hình ảnh mà bạn đang xem là trò chơi đập vịt nước. Một trò chơi mà các bạn trẻ rất là yêu thích. Phía xa là bãi cát vàng, là một địa chỉ rất là yêu thích dành cho những người tản bộ và thư giãn. Còn đây là một hình ảnh khá là độc đáo. Những chú cá chép, cá coi rất là đẹp và dạng dĩ. Lúc nào cũng tưng tưng bơi lội trên mặt nước như là đùa giỡn với khách. Các bạn thấy những hình ảnh khá là ấn tượng. Còn đây là một góc bình yên trong công viên, không ồn ào náo nhiệt như những nơi khác. Nơi đây để lắng động và tìm sự bình yên. Trước mặt các bạn là nhà hàng Hoa Anh Đào. Nơi đây sẽ phục vụ cho du khách những món ăn mới lạ, những món đặc sản của vùng quê nơi đây. Các bạn thấy mọi người ăn uống rất là đông đúc. Chúng ta đang xem là những chòi lá phục vụ nghỉ ngơi cho du khách. Các bạn thấy thiết kế khá là nhỏ gọn, trông rất là thoáng và mát mẻ. Theo truyền thuyết kể lại, thở xưa, nơi đây là một khu đất rừng rất là hoang vu. Có một vài người đi làm về ghé suối tắm. Họ thấy phong cảnh nơi đây rất là đẹp, rất là mát mẻ, nên đặt tên là Suối Mơ. Và nguồn gốc Suối Mơ có từ đó. Các bạn thấy những hình ảnh tiểu cảnh ở đây khá là đẹp, rất là mát mẻ và yên bình. Những dòng suối chảy nhẹ nhàng róc rách, thật là thư giãn, rất thích hợp cho những gia đình đến đây vui chơi và thư giãn sau một tuần lao động mệt nhọc. Các bạn thấy có rất là nhiều dòng suối nhỏ chảy từ khe đá ra, rất là đẹp mắt. Video đến đây là tạm dừng. Hẹn gặp các bạn ở các video sau nhé. Tạm biệt các bạn.